Xin chào các bạn, ngày hôm qua thì trên những cái mạng xã hội thường có đăng một cái bài liên quan đến phí của Ethereum Thì trong bài viết này thường nói thường đã trả 37 đô la để mà di chuyển Ethereum và di chuyển một lần Nghĩa là từ ví này qua cái ví kia và tốn hơn 10 tiếng pending, nghĩa là 10 tiếng chờ đợi Sau đó rồi cái giao dịch này bị drop luôn Thì các bạn hãy tưởng tượng nếu như các bạn đang chơi yield farming hay là các bạn đang đầu tư vào những cái dụng DeFi mà các bạn thấy được là giá cả di chuyển rất là mạnh rất là nhanh mà mạng lưới mà tắt nghẽn như vậy thì khi mà giá đi xuống các bạn cần phải thoát ra thì sẽ như thế nào thì các bạn thấy là với cái tình trạng này DeFi không thể phát triển mà thường muốn dành một cái video để mà nói về tình hình của Ethereum cũng như là phí thì các bạn thấy là trên màn hình đây là cái hình thường chụp lại cái giao dịch đó giao dịch đó đã tốn 10 giờ 33 phút lúc mà thường chụp cái hình này và cuối cùng thì giao dịch này đã bị drop thì như bạn nhắn tin thôi rằng là bị drop là như thế nào thì khi mà các bạn nhận bất cứ Ethereum của ai giả sử như là một sàn giao dịch khi mà họ gửi mà bị drop có nghĩa là cái phí không có đủ khiến cho cái giao dịch này bị pending sau đó là bị drop ra khỏi cái nô no, thì các bạn có thể là điền đơn để nhờ sàn giao dịch hay là nhờ cái người mà gửi Ethereum cho các bạn gửi trở lại thì có thể là thông qua được và cuối cùng thì cũng đã giải quyết xong cái giao dịch này nhưng mà đã tốn hơn 16 tiếng đồng hồ mà giải quyết xong và cái phí phải trả là 37 đô 97 cent các bạn thấy trên màn hình đây là một cái phí rất là cao và các bạn thấy là cái phí của Ethereum thì trung bình rất là thấp chúng ta nhìn vào cái phí trung bình của Ethereum khi mà các bạn lên trên cái trang web whitechart.com thì các bạn thấy được rồi đây là cái phí trung bình thì cái phí trung bình của Ethereum à, để thuận để vào thời gian ngắn hạn hơn trong vòng giả sử là từ đầu năm cho đến bây giờ các bạn thấy được là cái phí đột ngột tăng lên và ngày hôm nay đây là cái phí trung bình chứ không phải là cái phí mà các bạn sẽ trả cái phí mà các bạn sẽ trả là bao nhiêu thì tùy theo là các bạn muốn để bao nhiêu way các bạn muốn trả bao nhiêu phí gas Nhưng mà trung bình bây giờ là 14 đô 29 cent cho một giao dịch và cái giao dịch mà các bạn muốn đi nhanh hơn có thể trả cái phí cao hơn rất là nhiều cho nên nhiều bạn có thể trả tới 50 đô để mà giao dịch Ethereum một con số mà khó tương tự được các bạn thấy là một đồng Ethereum bây giờ chỉ có khoảng chừng là 400 đô mà thôi mà các bạn phải trả tới 50 đô để có thể di chuyển Ethereum là một cái điều mà khó tưởng tượng thật ra các bạn thấy là cái con số mà phải trả đi di chuyển Ethereum này là cái con số mà thường đã từng trả cách đây 3 năm năm 2017 lúc mà mạng lưới Bitcoin bị tắt nghẽn lúc đó mà ai cũng sử dụng mạng lưới Bitcoin thì các bạn thấy là cái phí cao nhất thường trả thì cũng cỡ này cũng cỡ là 50 đô và cái phí cao nhất trên Bitcoin thường nhớ là khoảng 60 đô thì Ethereum cái phí bây giờ đã gần ngang hàng với là Bitcoin cái lúc mà mạng lưới Bitcoin bị tắt nghẽn và các bạn thấy là bây giờ cái phí trung bình là 14 đồng 29 sen nhưng mà cách đây chỉ có là hai tháng các bạn thấy là ngày 15 tây tháng 7 thì cái phí trung bình của Ethereum chỉ có là 74 sen và thật cái phí trung bình của Ethereum còn thấp hơn nếu như các bạn đi chở về xa hơn như là khi mà các bạn nhìn vào cái biểu đồ này mà chúng ta nhìn vào thời gian 5 năm thì các bạn thấy được là trước đây những năm như là năm 2017 thì chỉ tốn có một sen để mà di chuyển Ethereum thì tại sao bây giờ lại tốn nhiều như vậy tại vì mạng lưới Ethereum đã được sử dụng nhiều hơn thì một trong những điều mà không tốt khi mà mạng lưới tắt nghẽn là cái phí sẽ tăng lên nhưng mà một điều mà các bạn có thể nghĩ ngược trở lại là lý do tại sao phí tăng lên là tại vì mạng lưới tắt nghẽn có quá nhiều người à, sử dụng hàng lưới hiện bây giờ và các bạn thấy được là cái tình hình của những dụng DeFi đã càng ngày càng bùng nổ và thật ra cái thời gian mà bùng nổ của DeFi là các bạn thấy là bắt đầu là khoảng chừng đầu tháng 8 ngày 9 tây tháng 8 là cái phí trung bình tiêu dùng nó tăng lên tới 1 đồng 94 cent một giao dịch tới ngày 10 tây một ngày sau đó đã tăng lên 2 đồng 70 cent vào ngày sau đó đã lên 3 đồng và một ngày sau đó đã lên 6 đồng lên chấp đôi và còn thấy được 6 đồng lên 7 đồng 7 đồng lên tới con số bây giờ các bạn thấy được là 12 đồng sau đó 14 đồng và ngay cả trên Twitter các bạn cũng đã thấy là CZ của sàn Binance sẽ đưa ra hai cái thuyết cái thuyết đầu tiên là ngày 1 tây tháng 9 nói là cái phí gas trên mạng lưới của Ethereum đã quá cao và đây là một cái vấn đề cho tất cả những sàn giao dịch đối với sàn Binance thì mỗi lần mà ai rút Ethereum ở thời điểm hiện tại thì sàn Binance sẽ lỗ 10 đến 20 đô tại vì sao tại vì các bạn thấy được là cái phí mà Binance charge cái phí mà họ chạc để mà các bạn rút tiền thì không có bằng cái phí mà họ phải trả mạng lưới để mà di chuyển đồng Ethereum sang Binance nói là có thể là tăng cái phí rút Ethereum lên và ngày hôm qua các bạn thấy là CG của Binance sẽ tiếp tục nói là những bạn nào mà đang muốn rút Ethereum ở trên sàn Binance thì các bạn thấy là bây giờ là cái mạng lưới đang bị tắt nghẽn thậm chí là rút những cái ERC20 token khác, nghĩa là những cái token mà đang chạy trên mạng lưới của Ethereum thì đang phải chờ tại vì bây giờ đang bị tắt nghẽn và sàn Binance đang xem xét coi có mạng lưới nào khác có thể được sử dụng hay là không thì các bạn thấy là đối với những cái thông tin này đối với những cái tài liệu các bạn nhìn thấy được trên mạng chỉ trích về cái vấn đề phí Ethereum quá cao và việc liên quan tới cái phí của Ethereum quá cao là một điều là sự thật tại vì các bạn cũng đã thấy là bản thân thuận cũng đã phải trả các phí rất là cao và rất nhiều người trong vòng hai ba ngày qua đã phải trả các phí cực kỳ cao mà ngay cả khi mà các bạn lên trên Ethereum à, để coi coi mạng lưới bây giờ là giá trung bình là bao nhiêu khi mà muốn gửi một đồng Ethereum thì các bạn thấy được là cái phí trung bình đã lên tới 14 đô ở thời điểm hiện tại cái lúc mà tôi làm video này ngày 3 tây tháng 9 năm 2020 tại Hoa Kỳ ở Việt Nam hôm nay đã là ngày 4 tây tháng 9 thì đối diện với những cái tài liệu này nhiều bạn có thể là suy nghĩ là có phải Ethereum hết thời rồi hay là không thì có nhiều bạn muốn hỏi Thuận về cái vấn đề này cho nên Thuận muốn chia sẻ một số những cảm nhận cá nhân nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì các bạn có đã biết là Thuận là một người mà rất là tin tưởng vào mạng lưới của Ethereum. Thuận cũng có đầu tư vào những mạng lưới khác như là các bạn có đã biết là Thuận cũng có đầu tư vào mạng lưới Cardano chẳng hạn. Nhưng mà Ethereum là cái nền tảng mà Thuận tin tưởng thứ nhì. Các bạn có thể thấy được cái số lượng video mà Thuận làm ở trên cái channel YouTube này cũng đã thấy cái lòng tin của Thuận vào Ethereum này như thế nào. Nhưng mà không phải là tại vì thuần tin tưởng ở TVM cho nên lúc nào cũng nói tốt về Ethereum lúc nào thuần cũng muốn chia sẻ những cái thông tin từ nhiều cách nhìn khác nhau để các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân mình thì các bạn có đang thấy là Ethereum thì đối với cái số lượng đồng mà thường đang lưu trữ hiện tại thì chiếm vị trí thứ nhì và thật ra Ethereum đã chiếm vị trí thứ nhì là từ 3 bốn năm trước các bạn có nên nhớ là thường chia sẻ cái tài liệu này rất là nhiều lần đây là cái tài liệu mới nhất của ngày hôm nay thì các bạn thấy được là Bitcoin là cái số lượng đồng mà thường lưu trữ nhiều nhất là chiếm tỷ lệ là BTC là 56,3% Ethereum là 34,9% và cái số nhỏ hơn là chia ra cho đồng Cardano, BNB, XRP và Litecoin thì Ethereum các bạn thấy là trong cái thời gian gần đây đã có cái sự tăng trưởng về mặt phần trăm trong cái số lượng đồng mà thường lưu trữ tại vì sao tại vì trước hết là trong dòng à, một hai tháng qua thì thường chú tâm hơn về Ethereum cho nên đã trung bình giá nhiều hơn và thứ nhì là cái phần trăm tăng trưởng của Ethereum đã nhiều hơn là Bitcoin trong thời gian hai ba tháng qua và khi mà chúng ta nói tới Ethereum thì có một điểm rất là khác so với Bitcoin Thuận vẫn tin tưởng Bitcoin nhiều hơn có nhiều bạn thì nói là Bitcoin chậm này kia kia nọ thì điều đó cũng là hoàn toàn đúng, nhưng mà Bitcoin có cần phải nhanh hay là không thì nghĩ đó mới là câu hỏi hay hơn. Và nếu như mà chúng ta nhìn vào những gì mà đang xảy ra hiện tại trên thị trường tài chính nói chung về cái phần trăm lạm phát, về những gì mà Fed đang làm, vân vân và vân vân, những gì mà chúng ta thường hay nói tới trên channel này thì các bạn thấy được là Bitcoin nếu như mà Bitcoin 5 năm sau vẫn y chang như vậy Vẫn chỉ giao dịch được là chỉ có 7 cho đến 10 giao dịch trong vòng một giây Thì tất cả đều như vậy Các bạn thấy được là Bitcoin đối với thuần vẫn có giá trị Tại vì Bitcoin là muốn trở thành một vàng điện tử Và các bạn cũng đã thấy được là Bitcoin có thể là được để riêng ra để mà Giao dịch những cái giao dịch lớn mà cần cái độ an toàn cao Cho nên trên căn bản nếu như mà Bitcoin không có phát triển 5 năm sau thì Bitcoin vẫn có giá trị Ethereum là một điều hoàn toàn khác các bạn thấy được là Ethereum là không phải là một vàng điện tử Ethereum là một cái nền tảng mà bây giờ nền tảng của Ethereum được cái sự tin tưởng của cộng đồng rất là cao điển hình là các bạn thấy được là những cái ứng dụng cái số lượng người mà đang develop ở trên mạng lưới của Ethereum ngay cả thị trường DeFi bây giờ đang bùng nổ là trên mạng lưới của Ethereum cho nên cái sự tin tưởng của cộng đồng rất là cao và Ethereum nếu như mà muốn phát triển như là một nền tảng thì trong thời gian ngắn Ethereum cần phải có được một cái sự tiến triển không cần là cái sự tiến triển nó là phải rõ rệt ngay lập tức mà Ethereum cần phải có một cái lộ trình rõ ràng hơn chúng ta vẫn đang trong chờ một số giải pháp của Ethereum mà chúng ta sẽ nói tới thêm một lát nữa nhưng mà đây là tổng quát về cách suy nghĩ của Thuận về những gì đang xảy ra hiện tại thì câu hỏi bây giờ là có phải là DeFi đã chứng minh được là mạng lưới của Ethereum là một mạng lưới rất là dở hay là không là một mạng lưới mà không có tương lai hay là không thì không hẳn như vậy để thường chia sẻ với các bạn có rất nhiều điều sai về cách suy nghĩ này Trước hết thì chúng ta nói tới DeFi và sau đó chúng ta nói tới Ethereum Tại vì các bạn thấy được là những gì chúng ta thấy là tình hình của thị trường DeFi chứ không phải là Ethereum Có nghĩa là DeFi có thể là chết đi nhưng mà Ethereum vẫn có thể là tiếp tục tăng trưởng Hai cái này là hai cái khác nhau tại vì các bạn cũng đã biết là DeFi là một trong những cái từ mà nhiều người biết đến trong gian gần đây cái đây khoảng chừng là 6 tháng thì rất ít ai nói tới những cái ứng dụng DeFi nhưng mà trong vòng khoảng chừng là hai tháng nay thì hầu như ai cũng nói DeFi 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 nhưng mà cách đây 6 tháng các bạn thấy là Ethereum thì cũng như vậy thậm chí là Ethereum ở thời điểm hiện tại so với 6 tháng trước đã có nhiều sự tiến triển như là cộng đồng cũng đã lớn hơn các bạn thấy chúng ta cũng nhận được những cái thông tin kế tiếp liên quan tới Ethereum 2.0 có thể là DeFi chỉ là một những cái phong trào ở trong quãng đường của Ethereum nhưng mà thật ra DeFi có phải là một cái phong trào hay là không thì sẽ chia sẻ thêm một lát nữa tại vì các bạn thấy là mạng lưới của Ethereum trong cái thời gian mấy năm qua đã có nhiều lần bị tắc nghẽn khi mà chúng ta nói tới cái thời kỳ ICO của năm 2017 năm 2018 thì cũng tương tự các bạn thấy được đã có quá nhiều người khi mà người ta muốn mua ICO thì người ta phải sử dụng Ethereum cho nên đã làm cho mạng lưới tắc nghẽn nhưng mà sau đó thì các bạn thấy là ICO đã nguội đi Và hầu như năm 2019 thì không còn ai nói tới ICO nữa Và lúc đó thì nhiều người nói là đã chứng minh được là Ethereum là một dự án chết Có rất nhiều những bài viết tạo ra những cái sự lo ngại liên quan tới mạng lưới của Ethereum Những cái post Thường cũng đã chia sẻ rất là nhiều những thông tin đó Trong những năm là cuối năm 2018 đầu năm 2019 là rất nhiều điều được nói đến liên quan tới mạng lưới của Ethereum nhưng mà không có hẳn là đúng sự thật. Và các bạn thấy là sau khi mà ICO đã nguội đi và hầu như không còn ai nhớ đến nữa Thì chúng ta lại có những cái phong trào khác như là STO Mỗi lần một một phong trào nào đó xảy ra thì người ta lại nói là Ethereum tăng là chỉ tại vì Là có phong trào ICO, có phong trào STO sẽ không còn những phong trào này sau này nữa Nhưng mà các bạn thấy lại có phong trào DeFi trong cái thời điểm hiện tại cho nên các bạn thấy là Ethereum vẫn phát triển trong vòng mấy năm qua có những phong trào này hay là không có thì vẫn liên tục phát triển. Cho nên đây là cái sự khác biệt giữa Ethereum là một dự án là đang chết đi hay là chỉ là một phần của Ethereum một cái phong trào nào đó là dần dần là tạo ra nhiều cái vấn đề và có thể là bị chết đi. Nhưng mà thường cũng muốn chia sẻ thêm liên quan tới những gì mà chúng ta gọi là DeFi hiện tại thì các bạn thấy là bây giờ hầu như là ai cũng nói DeFi 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 nhưng mà cách đây 6 tháng tới một năm thì rất ít ai nói tới DeFi có nghĩa là những cái ứng dụng tài chính phi tập trung thì những cái ứng dụng DeFi này là trên căn bản là lặp lại những cái ứng dụng tài chính mà trong đời sống thực sự bây giờ như là các bạn à, có thể là vào nhà băng cho bằng gửi tiền, các bạn nạp tiền, các bạn rút tiền, các bạn mượn tiền, các bạn mua bảo hiểm, vân vân. Đây là những gì mà các bạn đang làm được ở trong cái à, thị trường tài chính thật sự hiện tại. Khi mà chúng ta nói tới DeFi những cái ứng dụng tài chính phi tập trung này, thì cái ý nghĩa của DeFi là muốn tạo ra những cái thị trường tài chính đó nhưng mà trên những cái mạng lưới thông qua những hợp đồng thông minh và đây sẽ là những cái mạng lưới phi tập trung, cho nên gọi là DeFi những cái ứng dụng tài chính phi tập trung. Những gì mà chúng ta nói tới trong thời gian gần đây, các bạn. Các bạn thấy được là chúng ta có sushi swap chúng ta có hot dog swap chúng ta có kim chi tất cả những điều này nếu nói là DeFi cũng không có đúng lắm tại vì các bạn thấy là những cái thị trường DeFi là những thị trường mà các bạn thực sự là cần có cái nhu cầu là sử dụng cái mạng lưới đó giả sử như các bạn là một người mà có dư đồng Ethereum Bitcoin các bạn muốn gửi vào cái mạng lưới DeFi để có được lợi nhuận và đương nhiên các bạn gửi vào mạng lưới DeFi thì có người khác có nhu cầu mượn để người ta trade margin hay là gì đó các bạn thấy được đây là những cái nhu cầu thực sự mà người ta cần phải có chứ không phải là như là những gì chúng ta đang chứng kiến là một người đâu đó có thể là đổ cái số tiền vào trong một cái giao thức như là các bạn thấy là chúng ta có giao thức sushi hay là kimchi các bạn thấy là người ta đổ tiền vào đó không phải là người ta có nhu cầu mượn hay là gửi hay là người ta thích cái giao thức đó mà người ta đổ tiền vào đó chỉ đơn giản là muốn nạp tiền lóc tiền lại trong cái giao thức đó để được thưởng cái đồng trên mạng lưới đó và cái đồng trên mạng lưới đó có thể là được dùng để mà làm thế chấp cho một mạng lưới khác nữa và lấy đồng của mạng lưới đó để mà làm thế chấp cho mạng lưới khác nữa. Mỗi lần mà các bạn sử dụng một mạng lưới nào đó các bạn được thưởng cái đồng trên mạng lưới. À, coi như đây là một cái phần thưởng tại vì các bạn đã cung cấp tính thanh khoản cho mạng lưới đó. Nhưng mà trên căn bản người ta đổ tiền vào những mạng lưới này chỉ đơn giản là tại vì cái đồng mà được thưởng thì giá trị tăng lên ở trên những cái sàn giao dịch cho nên đây là lý do tại sao người ta tham gia vào chiếc không hẳn là người ta có nhu cầu sử dụng những cái ứng dụng này, cũng như là không hẳn Người ta thích những cái giao thức này Cho nên đây là một điều rất là khác biệt Các bạn thấy được là những cái ứng dụng DeFi thật sự Thì sẽ có cái nhu cầu đó Và cái phong trào mà chúng ta nói là gửi đồng vào trong một mạng lưới Để có thể được thưởng đồng đó và dùng đồng đó Để mà gửi qua một mạng lưới khác nữa Đây là một cái cách làm gọi là Yield Farming Mà các bạn thường hay nghe nói tới Thì các bạn thấy là cái tình hình hiện bây giờ Thì đây là một cái tình trạng mà không thể kéo dài được Các bạn nhận được một cái thông tin À đây là cái thông tin được chia sẻ ở trên Cointelegraph Các bạn thấy là chúng ta gần đây à, có những cái giao thức như là kimchi, sushi Các bạn thấy là bắt nguồn Các bạn có đang nhớ đây thường làm một video liên quan tới Compound Cách đây cũng là 2 tháng Rồi gần đây thường làm cái video liên quan tới Yuen Finance WiFi Đây là những cái ứng dụng mà thường cảm thấy là có tương lai lâu dài hơn Nhưng mà những cái ứng dụng copy lại Như là các bạn thấy được những cái ứng dụng như là sushi, kimchi Thậm chí các bạn thấy là có cái ứng dụng hot dog, cái giao thức hot dog này trong vòng chỉ có vài tiếng đồng hồ đây là thông tin được chia sẻ ở trên cointrackers các bạn thấy được là cái ứng dụng hotdot này khi mà người nào đã sử dụng thì có thể là có được lợi nhuận là một triệu phần trăm mỗi một năm các bạn thấy được là một triệu phần trăm mỗi một năm là con số mà các bạn không thể tưởng tượng được và mọi người lại đổ tiền vào trong cái ứng dụng này và các bạn thấy được là ứng dụng này thì theo gót chân của ứng dụng sushi và kimchi thì hotdot đã uh, ra mắt vào ngày hai tây tháng 9 như ngày hôm qua ở hoa kỳ thì các bạn thấy được là cái giá trị của cái đồng hot dog này cái token hot dog này đã tăng lên tới 5.000 đô 5.000 đô trong vòng chỉ có vài tiếng đồng hồ và sau đó các bạn thấy là chỉ có vài tiếng đồng hồ sau đã hoàn toàn sụp đổ và chở xuống cái giá là 0, 0.332 đô la. Các bạn thấy được đây là cái biểu đồ của cái đồng đó, Các bạn thấy là tăng trưởng rất là nhanh Và sau đó lại sụp rất là nhanh trong thời gian chỉ có vài tiếng đồng hồ Thì đây là những cái dấu hiệu đầu tiên mà các bạn thấy được là thị trường này rất là bất ổn, có gì đó không đúng Và nhiều bạn thì có thể là muốn hỏi thuận là cái tình hình mà you farming này, DeFi này thì sẽ kéo dài bao nhiêu lâu Thì nếu như mà các bạn hỏi thường đây có phải là một bong bóng hay là không thì đương nhiên là thường sẽ nói là phải đây là một bong bóng nhưng mà các bạn cũng nên biết là bong bóng có thể kéo dài rất là lâu như là các bạn thấy được là chúng ta chỉ mới thực sự là nóng lên và bùng nổ về cái phong trào defi này cách đây chỉ khoảng chừng là hai tháng khi mà chúng ta nhìn lại À, thị trường của ICO các bạn thấy được là thị trường ICO là nóng bỏng là bắt đầu từ tháng 10 của năm 2017 và kéo dài cho đến giữa năm 2018 có nghĩa là gần một năm trời là cái phong trào ICO những cái ICO nào mà đưa ra đều bán hết trong thời gian rất là ngắn và chúng ta chỉ mới có đi vào thị trường DeFi này chỉ có hai tháng thì có thể kéo dài như là ICO này không thì không có thể nào mà biết được nhưng mà đây là một trong những điều mà thường muốn các bạn lưu ý và cần phải cẩn thận khi mà các bạn tham gia vào những cái token DeFi này Tuy nhiên nếu như các bạn là một người mà giỏi mà kiếm được nhiều tiền thì các bạn có thể là tiếp tục đương nhiên là đây là một điều mà sẽ tốt đối với tài chính của các bạn nếu như các bạn biết các bạn đang làm gì và các bạn có thể kiếm tiền được Thường cũng chúc mừng như bà nào mà hiểu và có thể là kiếm được lợi nhuận từ thị trường DeFi này Nhưng mà nói chung thì sẽ có rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về cái bản tính của Yield Farming cũng như thị trường DeFi này là như thế nào Còn nói tới Ethereum thì các bạn thấy được là Ethereum vẫn tiếp tục tiến tới để mà ra mắt Ethereum 2.0 Thì bây giờ có rất nhiều những cái bài viết mà có thể gọi là first những bài viết mà viết ra để mà thường cảm thấy là gây ra nhiều cái sự lo ngại liên quan tới Ethereum 2.0 thì một trong những điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là Ethereum 2.0 này sẽ là một cái quá trình mà sẽ kéo dài, thường nghĩ là khoảng chừng là 2 năm. Chúng ta bây giờ là đang trong chờ cái mạng lưới khởi đầu của Ethereum 2.0 là từ đây cho đến cuối năm và nhiều người bây giờ thì đưa ra nhiều cái bài viết nói là không biết có được hay là không mà không biết có an toàn hay là không, không biết được là Ethereum 2.0 này có thể là giải quyết được cái vấn đề tắc nghẽn cái mạng lưới hay là không thì để tôi chia sẻ với các bạn là Ethereum 2.0 này sẽ chia ra làm 3 giai đoạn giai đoạn 0, giai đoạn 1 và giai đoạn 2 và hiện bây giờ ở thời điểm này là đang thử nghiệm cái mạng lưới testnet cuối cùng của Ethereum 2.0 đó chính là là tôi đã chia sẻ trong những cái video trước đây cho nên bây giờ chúng ta chỉ chờ đợi cái ngày mà được thông báo chính thức là khi nào thì mới khởi động cái giai đoạn không của Ethereum 2.0 và giai đoạn không này là cái giai đoạn là chỉ thử nghiệm cho những người nào mà chấp nhận nguy hiểm cao là đưa đồng Ethereum của mình trên mạng lưới hiện tại qua bên Ethereum 2.0 giai đoạn không để có thể là bắt đầu thử nghiệm cho mạng lưới Proof Stake này như thế nào và cho đến giai đoạn thứ ba thì lúc đó các bạn mới thấy được là Ethereum 2.0 mới hoàn toàn trở thành cái mạng lưới chính thức của Ethereum và cái mạng lưới bây giờ sẽ bị xóa bỏ hay là không hoạt động nữa. Đây là những gì mà các bạn cần nên biết cho nên các bạn thấy được là về mặt nguy hiểm thì các bạn thấy là không phải là ngày hôm nay là ra mắt item 2.0 thì tất cả đều thay đổi hết qua item 2.0 mà đây sẽ là một cái quá trình tốn thời gian thường nghĩ đi chắc khoảng là 2 năm để có thể là đi từng giai đoạn cho nên cái tính nguy hiểm thường nghĩ là sẽ giảm xuống tại vì khi mà đi từng giai đoạn thì các bạn thấy được là cái số đồng trên mạng lưới sẽ không có nhiều và khi mà có lỗi họ sẽ thu xếp và xử lý từ từ đây là những gì mà các bạn cần nên biết liên quan tới Ethereum 2.0. thì trong cái thời gian hiện tại thì các bạn thấy được là ngay cả và Tyler thì cũng đã chia sẻ là nếu như mà những người nào mà cảm thấy cái phí của Ethereum quá cao thì có thể sử dụng một trong những cái mạng lưới khác như là mạng lưới OMG à, có thể là giải quyết được những cái giao dịch nhanh hơn là mạng lưới của Ethereum chính thức rất là nhiều. OMG như bạn con đã biết là Missigo là một mạng lưới mà cũng là nằm ở trên mạng lưới của Ethereum nhưng mà có khả năng là giải quyết những cái giao dịch khi mà hoàn gửi tiền à, rất là nhanh nhưng mà một trong những cái vấn đề bây giờ là các bạn thấy là có rất nhiều sàn giao dịch vẫn chưa có tích hợp những cái giải pháp này những cái giải pháp khác như là các bạn thấy được ngay cả ngày hôm nay vẫn còn rất là nhiều sàn giao dịch à, thậm chí là vẫn chưa có kích hoạt set -width. hay là các bạn thấy là ngay cả lay network thì chúng ta cũng ít nghe nói tới tại vì các bạn thấy là một trong những cái vấn đề mà tại sao nhiều người vẫn chưa có sử dụng những cái giải pháp À, hiện tại có ở trên những mạng lưới như là ethereum hay là bitcoin là tại vì những cái sàn giao dịch phần lớn là các bạn thấy là giao dịch từ sàn thì những sàn giao dịch cần phải hỗ trợ những cái ví cần phải hỗ trợ trước khi mà người ta có thể sử dụng được và đây là một trong những cái điều mà được nói tới bởi bà Buterin à, trong vòng mấy ngày qua khi mà nhiều người là họ đang phàn nàn vì cái phí quá cao và đây là những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và nếu như mà các bạn muốn theo dõi thuận Capital trên những các mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái link chính thức như là link của Telegram, Facebook hay là Twitter hay là nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một sàn giao dịch nào thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận Capital như là các bạn có thể tham gia vào những cái sàn như là sàn margin fx tham gia thông mô link của thuận capital các bạn có thể điền đơn đi được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể tham gia vào sàn binance các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi và các bạn cũng có thể tìm hiểu những cái sàn khác như là sàn margin bybit, sàn remitano, sàn coinbase và ứng dụng blockfi. đương nhiên trading crypto có rất là nhiều nguy hiểm cho nên không phù hợp với những người nào mà không chấp nhận nguy hiểm cao cũng như là những bên nào mà tham gia vào trading margin thì nguy hiểm lại càng cao hơn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn